Hôm nay, ngày 4 tháng 11 năm 2019, thứ hai, tuần thứ 31, mùa thường niên. Bài trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thiên Chúa ban ơn và kêu gọi ai thì người không hề hối tiếc. Như xưa anh em không tin Thiên Chúa, nhưng nay vì họ cứng lòng tin, nên anh em được thương xót. Cũng thế, nay họ không tin, vì thế Chúa thương xót anh em để họ cũng được thương xót. Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người. Ôi thẳm sâu thay sự giàu có, thượng trí và thông biết của Thiên Chúa. Sự phán quyết của người làm sao hiểu được, và đường lối của người làm sao dò được. Vì chưng nào ai biết được ý Chúa, hoặc ai đã làm cố vấn cho người, hay ai đã cho người trước để người sẽ trả lại sau. Vì mọi sự đều do người và trong người. Nguyện người được vinh quang đến muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con. Phần con đau khổ cơ hàng, lạy Chúa xin gia ân phụ trợ bảo toàn thân con. Con sẽ xương bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con. Các bạn khiêm cung hãy nhìn coi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khô và không chê bỏ con dân của người bị bắt cầm tù. Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con. Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Sion, người sẽ tái thiết thành trì của Giuđa. Tại đây người ta cư ngụ và chiếm quyền sở hữu. Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư. Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con. Alleluia, Alleluia. Các ngươi hãy mang lấy ích của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với thủ lãnh các người biệt phái đã mời người rằng: khi ông dọn tiệc trưa hay tiệc tối, ông chớ mời các bạn hữu, anh em, bà con và những người láng giềng giàu có, kẻo chính họ sẽ mời lại ông mà trả ơn cho ông. Nhưng khi ông dọn tiệc, ông hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, thì ông sẽ được phúc, bởi họ không có gì đền ơn cho ông. Vì chưng khi những người công chính sống lại, ông sẽ được đền ơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm. Trong đời thường, mấy ai cho đi mà không cần lấy lại. Thường người ta tính toán rất kỹ khi đến với nhau. Hòn đất ném đi, hòn chì phải ném lại. Cho đi mà không được lại thì dần dần tình thân sẽ phai nhạt. Vì người ta chỉ đến với nhau khi thấy có lợi cho chính mình. Còn ngược lại, Đức Giêsu lại dạy rằng, thi ân cho người mà không cần đáp trả. Làm ơn cho những người không có khả năng đền đáp. Cho bất cứ người nào cần chứ không lựa mặt. Đấy mới là cho thật tình, cho hết lòng. Chúng ta sẽ chọn lối sống nào, của người đời hay của Đức Giêsu? Cầu nguyện là Chúa Giêsu, chúng con đã sống với nhau như những người vô đạo. Chúng con tính toán, so đo, cân nhắc lợi hại, sợ thua thiệt. Cách sống của chúng con như thể không hề biết đến giáo lý yêu thương vị tha của Chúa. Giờ đây chúng con xin Chúa thứ lỗi cho chúng con. Chúng con xin Chúa giúp sức cho chúng con để chúng con can đảm và luôn nhớ thực hành những gì Chúa dạy chúng con hôm nay. Amen. Trích trong tin mừng và suy niệm hàng ngày. Covadis,
Domine. Đêm trước ngày vào cơ mật viện để bầu giáo hoàng, Hồng y Carol Wojtyla đã chuẩn bị hành trang để trở về Krakow, tổng giáo phận của ngài. Thế nhưng, ngài đã không trở lại Krakow nữa. Ngày thứ hai, 16 tháng 10 năm 1978, vị Hồng y 58 tuổi này đã được bầu làm giáo hoàng và lấy tên là Gioan Phaolô đệ nhị. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Ba Lan, là vị giáo hoàng đầu tiên không phải là người Italia kể từ 450 năm qua. Và tính từ 150 năm trở lại thì ngài là vị giáo hoàng trẻ nhất. Trong khi chuẩn bị cho bài giảng Chúa Nhật đầu tiên kể từ lúc được bầu làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nghĩ đến tác giả của quyển tiểu thuyết giả sử nổi tiếng Covadis Domine, là ông Heinrich Schinkelweb, một văn sĩ và đồng thời cũng là một nhà ái quốc Ba Lan. Qua tác phẩm này, vị giáo hoàng người Ba Lan đã so sánh tâm tình của mình với vị giáo hoàng đầu tiên là Thánh Phaero, như đã được ghi lại trong tác phẩm Covadis Domine, Lạy Chúa, Chúa đang đi đâu? Theo tác giả quyển tiểu thuyết giả sử, thì có lẽ Thánh Phaero thích ở lại quanh quẩn bên bờ hồ Genezaret hơn là đến giữa trung tâm của đế quốc La Mã để gặp không biết bao nhiêu chống đối và bất hại. Giữa lúc vị giáo hoàng đầu tiên toan tính trốn khỏi La Mã để trở về quê hương mình, thì ngài gặp lại Chúa Giêsu hiện ra đang đi ngược chiều với ngài. Ngạc nhiên về sự xuất hiện của Chúa, Thánh Phaero đã hỏi Covadis Domine, nghĩa là Lạy Chúa, Chúa đang đi đâu? Và Chúa Giêsu đã trả lời như sau: Ta đang đi đến La Mã để chịu đóng đinh một lần nữa. Hiểu được ý Chúa, Phaero đã quay trở lại La Mã và ngài ở lại đó cho đến khi chịu đóng đinh. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh Carolo Borromeo và mừng bổn mạng một cách đặc biệt của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị. Mãi mãi, Carolo gắn liền với tên tuổi và vận mệnh của Đức Thánh Cha. Hơn ai hết, ngài phải là người kính nhớ và ghi ơn vị thánh bổn mạng nhiều nhất. Tên thánh được đặt cho chúng ta trong ngày chịu phép rửa, đánh dấu sự đổi đời quan trọng của chúng ta. Từ cái chết trong tội lỗi, chúng ta được tái sinh trong sự sống của Chúa. Hướng đi của chúng ta phải là hướng đi tới Chúa, không thể là bước thụt lùi. Mang lấy tên thánh Carolo, Wojtyla đã quyết tâm hướng cuộc đời của mình tiến tới trong phục vụ và hy sinh như chính thánh giám mục Carolo Borromeo. Và khi chọn lấy danh hiệu mới là Gioan Phaolô, vị giáo hoàng người Ba Lan cũng quyết tâm tiến tới trên con đường mà hai vị tiền nhiệm của mình đã vạch ra. Là người Kitô, chúng ta cũng luôn được mời gọi tiến tới không ngừng trên đường theo chân Chúa Giêsu. Tên thánh mà chúng ta mang lấy trong ngày rửa tội, danh hiệu Kitô mà chúng ta được đặt cho, phải luôn luôn là một nhắc nhở chúng ta về con đường tiến lên ấy. Chắc chắn con đường ấy không là một con đường rộng thênh thang. Sự tiến lên ấy không là một đà tiến dễ dàng. Phaero đã quay trở lại La Mã để chịu đóng đinh. Thập giá có lẽ đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta hãy hiên ngang tiến bước, vì đó chính là hướng đi của tất cả những ai mang danh hiệu Kitô. Bài trích sách lẽ sống.